Hello tất cả anh em, hiện tại thì Minh Huy đang có mặt ở tại km 49 Krông Pắc, Đắk Lắk. Hôm nay thì Minh Huy có một chuyến hành trình đi bàn giao cũng là setup một cái cấu hình dàn la ray ha, hai cặp la ray, cặp súp đôi đó, cho anh trai ở đây ha. Bên này là dàn máy này. Đừng đánh một bài cho nó ok tí mà chọn tí không được. Đánh bài đó không được. Bút bài. Ôi, đánh bát dở thì cầm guitar đánh đi. Đánh nó. Tìm bài đó làm cho bài nghiêm chỉnh đi. Bài đây, cáo đi. Nghiêm chỉnh đi. Mình đẹp thôi. Chói ha. Ngồi vô cầm lên cho đủ bộ. Gãy không biết đấy. Trời cứ đã biệt ly,
thương ơi là này không em anh phải là sao ôi trời làm đôi ta xa đây biết em về còn trăm năm xin giữ để mong từ những tôi đến.